Ok, hello, xin chào tất cả các bạn, quay lại với channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách edit các trào lưu trên TikTok của Verify. Để có thể edit được thì đầu tiên chúng ta phải có rất là nhiều app. Và việc sử dụng edit này có thể sử dụng trên nhiều app này. Thì đa số các bạn đều biết cách tải app rồi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người edit một số trào lưu khá là hot trên TikTok. Và mình cũng đã thử. Và mình sẽ cho các bạn xem video của mình. There's a bunker there and you can plug in it. So you got it right. Đây chẳng hạn như là những cái chai này để mình xem nào. Đây. Cái này thì bữa phải làm hơi chậm. Cái này đang hơi nhanh hơn thì nó sẽ hấp dẫn. Nhanh hơn nhé. Và thêm cái nào để xem nào. Cái này chỉ có bỏ qua đi. Chẳng hạn như cái này thì để quay được thì đầu tiên chúng ta phải cần một số video. Chúng ta đây, mình đã có được cái video này rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một tấm ảnh để đứng hình. Chẳng hạn lúc như này. Ok. Ok nhá. Đây, mình nhạc thì mình cũng đã lấy nhạc rồi. Ok. Bây giờ vào edit, chúng ta có thể edit rất nhiều app. Chúng nếu mà muốn edit thẳng trực tiếp lên thì chúng ta sẽ sử dụng app này luôn. Mình sẽ không cầu kỳ với ảnh ở trên PicCap nhé, để làm lâu. Về phần edit ảnh thì mọi người chắc ai cũng biết, đa số đều biết cả rồi. Ok, chúng ta sẽ chọn vào video và cái ảnh để đứng hình đấy. Sống nhạc thì ở Android thì sẽ có rất là nhiều app, còn trên iOS thì các bạn nên sử dụng là VideoStar, mình nghĩ là vậy. Bây giờ phải cắt video mọi người nhé. Chúng ta nên để nhạc vào trước đi. Thói quen của mình là hay để nhạc vào trước để cắt cho nó chuẩn luôn. Ok, để... đấy, bây giờ mình sẽ cắt này. Quả này đứng hơi lâu rồi. Cắt ngang đoạn hoặc là đập gậy. Lấy cái đoạn để đập gậy để đứng hình đấy các bạn. Làm sơ thôi chứ nếu mà ok. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ đây, chúng ta có thể làm theo điệu nhạc này. Đây, chúng ta sẽ cắt như thế này, nhấn vào cái đầu tiên ở đây này. Đấy, tắt ra chúng ta sẽ chọn vào cái thứ tư và chọn vào mục thứ ba nhé, để chúng ta có thể làm được những cái hiệu ứng hoặc là rung chuyển màn hình hay là xoay hay là chẳng hạn là như này. Ok, hay là như thế nào đây. Để chọn thế này. Đây, thử xem nhé. Đấy, ok nhé. Đây, đến đoạn này mình cũng cắt luôn. Cái đoạn đầu này chỉ là đoạn dạo thôi, nên các bạn và thích cái nào thì xài cái này. Bây giờ phải nghe nhạc để làm cho nó khớp nhé. Như thế nào? Để mình xem nào. À, mình sẽ tắt hết loa của mấy cái này để tránh ồn nhé.
tắt hết đi nha mọi người. Ok. Ok, bây giờ chúng mình tắt từng đoạn, gọi tắt siêu nhỏ luôn. Tắt càng nhỏ càng tốt thôi, càng nhỏ thì nó càng nhanh, các bạn cứ tắt từ này luôn. Điểm nghe nhé. À, tắt luôn, các bạn cứ tắt, tiếp tục tắt đi. Bên đến phần này thì các bạn cũng, nhưng mà bên phần này các bạn tắt nó rộng hơn bên kia một xíu nhé. Các bạn cứ tắt dài rồi lát nữa mình sẽ hướng dẫn tiếp. Làm cái này phải cố gắng chịu khó cơ. Nếu cầu kỳ hơn thì khoảng tầm 30 phút là xong. Nhưng cái này nếu mà làm như này thì tầm 10 phút là xong thôi. Video người ta có thể mất đến cả tiếng, vài tiếng đồng hồ để edit mà. Nói chung là cái tâm huyết của người edit thôi. Cái tâm của người edit sao thì video nó này. Đây, người ta sẽ chọn qua buốt ở trên này, thân này này. Chọn qua cái chỗ đấy. Cái này thì nhăn thì các bạn nên chọn. Ok thì các bạn cứ làm hết cái đoạn này như thế này, cái nào cũng vậy luôn, làm chọn một cái thôi, chọn cái nào thì cố định cái đấy luôn, đừng có làm lung tung nữa. Sẽ không hay đâu, nếu làm lung tung video sẽ không hay. Làm cái này phải chịu khó nhá. Nhưng bạn nào lười edit thì thôi, đừng có phàn nàn gì cả. Edit tệ, không phải là edit tệ mà là lười edit. Edit nhà quá, chỉ edit sơ sài giữa Úc, TikTok thì bảo không xu hướng thì chịu. Lưu ý các bạn nhé, mỗi khi các edit video nhé, các bạn không nên để các logo của các app như là Kinemaster hay là InShot gì mà hiện logo về phần dưới thì... Vậy như vậy chúng ta đã xong, chúng ta sẽ lưu video nha. Với những cái như thế này thì mọi người nên, nếu mà người muốn edit tiếp thì nên lưu video rồi edit tiếp để tránh bị lag. Với những cái máy mạnh thì có thể edit tiếp, nhưng những máy yếu như là các dòng máy như iPhone 6, iPhone 5 thì nó edit khá là yếu. Mình cũng đang edit trên iPhone 6. Đây, bây giờ mình sẽ ra xem cho mọi người xem cái kết quả mình vừa làm được. Đây, chỉ làm video mình vừa làm nhé. Ok. Đấy, ok. Rất là ok đúng không? Bây giờ chị mọi người cắt sóng nhạc này. Đây, sóng nhạc với lại cái rung lắc theo điệu nhạc.
giống kiểu sóng nhạc rung rung chuyển luôn. Ok. Có nhiều bạn cũng biết làm rồi, mình chỉ cho những bạn chưa biết nhé. Còn ai biết làm rồi thôi đừng có bảo chửi bới hay là gì. Mình xin nhắc lại một lần nữa là cái này mình làm cho những bạn biết làm, chưa biết làm nhé. Còn những bạn biết làm rồi thì có thể bỏ qua. Còn ai mà muốn edit kiểu như nào, chen hot hay là gì, cứ comment mình, nếu bạn biết mình sẽ hướng dẫn chỉ cho mọi người thôi. Chúng ta nhấn vào người và nhấn làm là hiệu ứng. Chọn vào dấu cộng ở bên này. Đây, sóng nhạc và các bậc sẽ chọn vào hình con người đang di chuyển này. Đấy, bạn bột sang. Đây, cái đầu này. Còn mấy cái sau này là phải có viết mới xài được. Đây, cái này, mũi tên này là chúng ta có thể điều chỉnh được. Sóng nhạc cao thấp chẳng mình để vừa vừa thôi. Ok, các bạn có thể chọn màu luôn. Ok, sau khi xong các bạn sẽ nhấn vào hiệu ứng nhanh nhé. Đợi nó một xíu. Ok, bây giờ chúng ta có thể xem. Ok, thêm một cái nữa đó là rung lắc cũng ở trong này luôn. Nhấn vào lại cái này, chúng ta sẽ lướt sang nha. Bữa trước là có ở cái rung này, cái này rất là hay. Nhưng mà nó lại chuyển bằng viết rồi. Chúng ta có thể sử dụng cái này. Đối với cái này các bạn nên để vừa vừa thôi. Bởi vì cái này nó rung khá là cao. Bữa trước thì app này rất là nhiều cái rung lắc hay, nhưng mà do hình như người sử dụng nhiều quá nên nó đã chuyển thành dạng vip rồi. Ok, thì có khả năng mình cũng sẽ up video này lên TikTok luôn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ra xem thành quả của một hồi sau khi edit. Thì mình xin nhắc lại lần cuối cùng cho các bạn là video này mình sẽ chỉ hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết, còn những bạn nào biết rồi thì thôi nhé. Còn ai muốn edit kiểu gì thì comment sẽ hướng dẫn tất. Ok. Ok. Ok, nếu các bạn thấy video này, thì video của mình đến này cũng kết thúc thôi. Thì nếu các bạn nào thấy video của mình hay, đừng quên cho mình một like và subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Nếu các bạn có thể ghé qua TikTok của mình với ID là 1806-2003 và Việt nhé. TikTok của mình tên là Việt. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn làm thành công.